Đang cháy lớn công ty giày da ở quận Bình Tân, công nhân công ty giày da nằm trên đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nghe nhiều tiếng nổ lớn, rồi thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm nhà xưởng. Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 15 tháng 1, nhiều công nhân đang tăng ca trong công ty giày da nằm trên đường Tây Lân nghe nhiều tiếng nổ lớn nên chạy ra xem. Lúc này công nhân phát hiện khu vực xưởng may rộng hàng ngàn mét vuông phát hỏa dữ dội. Mọi người nhanh chóng hô hoán nhau dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng lên mạnh hơn, bao trùm khu xưởng. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy của nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố được điều động, chi viện tới hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến 22 giờ 30 phút, ngọn lửa vẫn bùng phát mạnh, cột khói bốc cao hàng chục mét. Lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang tích cực dập lửa. Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, nhiều công ty, nhà máy, cơ sở sản xuất liên tục được hình thành và đi vào hoạt động. Tốc độ đô thị hóa của thành phố cũng vào loại cao nhất nước. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện, xăng dầu, khí ga hóa lỏng, các chất dễ cháy, nổ ngày càng nhiều dẫn đến tăng nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Các nguyên nhân gây cháy chủ yếu vẫn do sự chủ quan, sơ suất trong sử dụng hệ thống, thiết bị điện, bất cẩn trong sinh hoạt, sản xuất của người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đại diện PC7 nhận định, dù tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố đã được kiềm chế và kéo giảm về số vụ, nhưng các nguy cơ vẫn tiềm ẩn rất phức tạp, nhất là trong các tháng cuối năm.